Xin chào bà con, lại là Huy đây. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Quang Huy Vlog. Hôm nay Huy đang có mặt tại khu dân cư Phú Xuân, Phạm Văn Hưng. Hiện tại Huy đang đứng tại con đường trục chính, con đường Nguyễn Lương Bằng nối dài. Đường có lộ giới là 60 m. Hôm nay Huy sẽ đưa bà con đi tham quan một cái dự án bất động sản đất nền có quy mô lớn thứ hai tại Nhà Bè và lớn nhất của dự án của chủ đầu tư Phạm Văn Hưng tại huyện Nhà Bè. Nó có quy mô dự án là 39,2 hectare. Đó, bao gồm hơn 900 sản phẩm nhà phố biệt thự shop house. Thì bây giờ Huy sẽ cùng mọi người đi review cái dự án khu dân cư Vạn Phát Hưng Phú Xuân này, xem cái khu dân cư này có những cái điểm tích cực cũng như là những cái điểm nào mà về mặt bất động sản chúng ta có thể là cân nhắc trước khi lựa chọn làm nơi an cư lạc nghiệp, cũng như là lựa chọn đó là một cái dự án để cất giữ tài sản cũng như là một nơi đầu tư bất động sản an toàn. Xin mời bà con hãy đi cùng đi theo chân Huy và đội nhóm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại điểm đầu của dự án khu dân cư Nhân Đức Vạn Phát Hưng, là khu dân cư Phú Xuân Vạn Phát Hưng. Hiện tại chúng tôi bắt đầu đi từ đường Huỳnh Tuấn Phát để đi vào trong review cái dự án bất động sản Vạn Phát Hưng Phú Xuân này. Đây là con đường, nó điểm đầu là hẻm 3480 Huỳnh Tuấn Phát, tọa lạc tại khu phố 7 ở thị trấn Nhà Bè. Dự án khu dân cư Vạn Phát Hưng Phú Xuân này có cái quy mô lên đến 39,2 hecta. Nó là một cái trong những cái dự án đất nền lớn thứ hai Nhà Bè sau dự án khu dân cư The Star Village của công ty Icheco, và là dự án bất động sản đất nền lớn nhất tại khu vực Nhà Bè của công ty cổ phần Vạn Phát Hưng. Thì nói qua về cái chủ đầu tư là công ty cổ phần Vạn Phát Hưng này, thì công ty Vạn Phát Hưng đã có cái lịch sử phát triển các dự án bất động sản trên 20 năm và làm rất nhiều dự án bất động sản thành công tại khu vực phía nam thành phố. Ví dụ như là khu dân cư Vạn Phát Hưng Phú Mỹ là một trong những cái dự án thành công nhất tại tính đến thời điểm hiện tại của công ty Vạn Phát Hưng. Ở dự án khu dân cư Vạn Phát Hưng Nhân Đức, khu chung cư 89 Hoàng Quốc Việt, quận 7, khu dân cư Phú Thuận, khu dân cư ở tại đường Trường Lưu, quận Thủ Đức. Thì hiện tại chúng ta đang đi trên con đường 40 m, thì cái chủ đầu tư dự án này đã triển khai cái dự án khu dân cư Vạn Phát Hưng Phú Xuân này từ những cái thời kỳ của 2007, 2010. Đó, thì nó loại hình phát triển, nó là phát triển khu đô thị mới, và cái công ty nhà thầu thi công của dự án này đó là công ty cổ phần Việt Phú An, là một trong những cái đơn vị xây dựng uy tín hàng đầu tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đã xây dựng rất nhiều những cái khu đô thị nổi tiếng như khu đô thị Him Lam, khu đô thị Vạn Phúc Thủ Đức. Đó, và cái công ty thi công phần ép cọc bê tông ly tâm đó là công ty Việt Thái An. Và đây chúng ta đang đi trên con đường số 2 giao cắt cái con đường số 17, nó là cái con đường Nguyễn Lương Bằng nối dài có lộ giới quy hoạch 60 m. Tương lai nó là một cái trục giao thông xuyên tâm lớn thứ nhì tại huyện Nhà Bè sau cái đường Nguyễn Hữu Thọ. Dự án này có cái quy mô là 454 cái căn nhà phố liền kế, 126 biệt thự đơn lập và 181 biệt thự đơn lập, biệt thự song lập. Diện tích của các loại nhà phố nó có bao gồm các loại mật độ là diện tích là 6x20, 621, 622, 623 và 624. Cái giá giao dịch của những cái nền nhà phố bên này đang có mức dao động giao dịch đường 12 m thì khoảng từ 30 cho đến 35 triệu. Còn những cái trục đường 18 và đường 24 m thì đang có giao dịch khoảng độ 40 đến 42 triệu. Mặt bên này thì những cái nền biệt thự song lập thì có loại diện tích là 10 x 20, 10 21, 10 24 và 10 x 25. Đường 25 m ấy, đường 12 m thì đang có mức giá dao động khoảng từ 28 cho đến 32 triệu. Còn những cái đường đối diện bờ kênh rạch hoặc là những cái con trục chính đường Nguyễn Lương Bằng nối dài ấy, thì đang dao động khoảng từ 38 đến 45 triệu. Còn biệt thự đơn lập diện tích của nó là 12 x 24 ấy, thì đang có mức dao động một khoảng giá từ 38 cho đến 45 triệu một mét. Ở bên này thì hạ tầng đồng bộ, điện nước âm, có quỹ đất dành cho công viên cây xanh, đất giáo dục, quỹ đất dành cho xây dựng kênh rạch tổng nằm ở trong cái cảnh quan của dự án. Và bên này thì không có quỹ đất dành cho chung cư cao tầng và cũng không có quỹ đất dành cho đất thương mại dịch vụ.
Ở bên này thì sau 15 năm hình thành và phát triển thì Huy thấy là cái hạ tầng bên này chủ đầu tư cũng đã trải nhựa áp phan, điện nước âm, đã cây xanh thì cũng đã xanh, đã được chăm sóc cực kỳ tươi tốt. Và bên này thì được cái là chủ đầu tư nhiều nền cũng đã ép tổng xong rồi, và những cái nền mà đã giao cho khách hàng thì chủ đầu tư cũng luôn luôn cắt tỉa cây xanh và cắt cỏ đi để nhìn cho cái khu dân cư nó có cái sức sống, nó không có bị trồng nhựa để cỏ mọc hoang vu như các dự án khác, nó tạo nên một cái sức sống riêng cho dự án. Đây là con rạch nằm xuyên tâm hai đầu của dự án đây, hai bên bờ thì chủ đầu tư con rạch 12 mét, rộng 12 mét và công viên mỗi bên rộng 10 mét. Nó được chủ đầu tư làm bờ kè, trồng rất nhiều dừa và cây xanh cực kỳ bắt mắt. Dự án này có một cái điểm yếu, đó là hạ tầng thì làm xong và đang chờ nghiệm thu thì theo những cái đánh giá của Huy thì vẫn bị ngập nước. Đó, mọi người có thể hình dung ở đây là nay mấy hôm nay đang là thủy đỉnh chiều con nước nhá, tháng 11 và tháng 4 hàng năm á, thì có những đoạn ở trong dự án này nước ngập sâu lên đến 30-40 cm. Đó là những cái chỗ sâu nhất, những cái chỗ mà không bị ngập gọi là cốt nền cao ấy, thì cũng bị gọi là bắt đầu nước lên mặt đường. Đây là cái minh chứng của cái chuyện ngập nước đây. Mới chiều hôm qua là đỉnh chiều đó, mấy hôm nay thì con nước lên. Thì chúng ta đi mua đất thì kinh nghiệm cứ thế nhìn thấy chân tường và các con lươn vỉa hè có nhiều rong rêu á, nước lên mọc nhiều rong rêu đó, hoặc là có thể hỏi các hộ dân xung quanh thì có thể biết là cái dự án đó hay là cái miếng đất hay là cái khu đất mình định mua ấy, là có bị ngập nước hay không nha. Rồi ngập nước này, đoạn này chắc là trũng nhất này, là chắc là ngập sâu nhất này, mình thấy là nước lên đến cả đến bồn cây luôn, và nhiều hộ dân người ta nâng này lên cực kỳ là cao. Ở bên này thì pháp lý của nó tất cả là đều đã ra sổ hồng 100% đứng tên chủ đầu tư, tức là bên này chủ đầu tư đã hoàn thành cái nghĩa vụ đóng thuế chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa xong và là chỉ đang chờ để hoàn công cho khách hàng. Quy cách xây dựng bên này thì nhà phố thì sẽ xây một trệt hai lầu và một áp mái trừ trước trừ sau theo quy định. Còn biệt thự song lập thì sẽ xây một trệt hai lầu, đó còn có mẫu thiết kế chung. Đơn lập thì sẽ xây cũng một trệt hai lầu, có thiết kế chung nha. Và đơn giá xây dựng cho một mét vuông bên này phần thô thì có mức dao động khoảng hiện tại nha, tại vì tính đến thời điểm hiện tại, bởi vì giá vật liệu và giá nhân công sẽ biến đổi theo thời gian. Hiện tại là chủ đầu tư đang thu một cái mức xây dựng bên này giá dao động từ 3,6 triệu cho đến 4 triệu một mét, không bao gồm móng cọc và chỉ có phần hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong có sơn nước cửa, là cửa kính và cửa các cửa đằng trước đằng sau, cửa sổ đằng trước đằng sau là bàn giao cho khách hàng quy cách như vậy. Còn khi mà khách hàng muốn hoàn thiện nội thất theo như ý của mình hoặc là theo cái đơn vị thiết kế tự chọn, làm sao không có ảnh hưởng đến cái quy cách, cái mẫu thiết kế chung của toàn khu. Bên này theo như cái đánh giá của Huy thì hiện tại cái mật độ dân cư bên này mới được chiếm được khoảng độ 25-30% trong toàn bộ dự án, một cái mật độ cực kỳ thấp so với một cái dự án đã hơn 15 năm hình thành và phát triển. Bên này thì không có hồ bơi cũng như khu sinh hoạt cộng đồng hay là khu clubhouse, khu tiện ích công viên, những cái khu giải trí cho dành cho khu dân cư thì ở trong cái dự án này về cái vấn đề là tiện ích nội khu thì thấy là không có, chỉ có trường học thì chưa xây, công viên ven sông ven rạch cũng như là công viên nội khu thì đã làm xong rồi. Và từ vị trí dự án này di chuyển lên trung tâm thành phố qua trục đường Huỳnh Tấn Phát và đến trung tâm chợ Bến Thành thì mất khoảng độ nửa tiếng. Chiều dài của cái quãng đường nó khoảng độ 13 km nha. Còn về đến Phú Mỹ Hưng thì mất khoảng độ 5 km. Nó vị trí cũng cực kỳ đắc địa, mặt sau của nó là khu dân cư Cô Tích và đằng sau nữa là cái khu trung tâm hành chính của huyện Nhà Bè. Và chỉ cần đi lên khoảng độ 3 km là đến trung tâm hành chính của thị trấn Nhà Bè. Ra đường Nguyễn Bình thì cũng chỉ mất khoảng độ 10 phút, ra đường Nguyễn Hữu Thọ thì cũng chỉ mất khoảng độ 15 phút. Nói chung là vị trí tại Nhà Bè thì đi lại cực kỳ thuận tiện. Ở bên này thì các hộ dân cũng làm rất nhiều cái tiện ích là
nhà hàng, quán cà phê, rất nhiều quán cà phê, quán ăn, quán nhậu, cực kỳ là nhiều rồi. À, siêu thị, trường học liên cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3 của trường công của nhà nước thì cũng trong bán kính 3 km ở đây thôi. Nhưng mà một cái căn nhà phố bên này chúng ta đầu tư mua một cái nền với giá trị khoảng 4 tỷ, 4 tỷ rưỡi, và tiền xây dựng và phần thô thì mất khoảng độ 3 tỷ nữa, tức là phải 7 tỷ thì chúng ta mới có một cái nhà hoàn chỉnh để ở. Đây là Huy đang có mặt trên đường số 26, là cái khu biệt thự đây, đơn lập. Những cái căn biệt thự đơn lập 12x24, một trệt, một lầu và một áp mái, cực kỳ đẹp. Ở đây thì ở thì rất nhiều là không gian xanh. Bên này mật độ xây dựng của nó chỉ chiếm đến 29% thôi. Mật độ công viên cây xanh, đất công viên, vỉa hè trồng cây xanh được chủ tư cũng bố trí bài bản, cực kỳ là hợp lý. Nhưng mà sau 15 năm, đây là cái căn biệt thự đơn lập này. Đó. Sau 15 năm hình thành và phát triển thì cái mật độ cư dân về sinh sống tại đây thì cũng còn đang cực kỳ thấp. Và nhiều chỗ hạ tầng đã xuống cấp. Đó, vỉa hè, mặt đường cũng nhiều chỗ bị bong chóc và bị lầy lội lên rất nhiều. Công viên, các trụ đèn, trụ điện cũng bị xuống cấp rất nhiều. Thì cái video review cái dự án bất động sản Vạn Phát Hưng Phú Xuân của Huy cũng xin được dừng tại đây. Cảm ơn những cái quý vị và các bạn đã ủng hộ và theo dõi cái kênh Quang Huy Vlog trong thời gian vừa qua. Mọi người hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều giá trị, like, subscribe để ủng hộ cho đội nhóm của Huy có thêm những cái động lực để phát triển cái kênh ngày càng trao đến nhiều cái giá trị cho cộng đồng. Thì cái dự án này theo như đánh giá của chủ quan của Huy nha, mọi người cân nhắc nha, bên này thanh khoản thì nó không được tốt lắm, tức là mua vào và bán ra để mà có cái dòng tiền nhanh á thì bên này cũng không được nhanh lắm, không được tốt lắm đâu. Và pháp lý thì chúng ta mua thì cũng chỉ cầm sổ nhưng mà cũng không được vay ngân hàng. Đến khi nào chúng ta được cập nhật chủ đầu tư sang tên sổ là mọi người hãy cân nhắc cực kỳ kỹ về bài toán mua để ở, mua đầu tư. Mua đầu tư thì ngắn hạn là dài hạn là lướt sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.